Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana, miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilê, và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Suy niệm: tiệc cưới Cana năm xưa, Chúa Giêsu, Đức Maria và các môn đệ là những vị khách đặc biệt của cô dâu chú rể. Các ngài đến tham dự để chia sẻ niềm vui với đôi tân hôn và chúc mừng cho hai dòng họ. Hơn thế nữa, khi thấy thiếu rượu, Đức Mẹ đã nói với Đức Giêsu và người đã hóa 6 chum nước thành rượu ngon. Nhờ phép lạ ấy, niềm vui của tiệc cưới được tăng lên bội phần. Đức Mẹ đã quan tâm, lo lắng và giúp đỡ cô dâu, chú rể để niềm vui của họ nên trọn vẹn. Đức Maria đã quan tâm đến những nhu cầu thực tế của con cái mình. Nhu cầu ấy là cái ăn, cái mặc, sự chăm sóc. Khi nghe tin người chị họ Elizabeth mang thai được 6 tháng, mẹ đã vội vã lên đường đến ở và chăm sóc chị 3 tháng, mặc dù cũng đang trong giai đoạn thai nghén. Nhưng mẹ vẫn đặt nhu cầu của Elizabeth lên trên và mau mắn mang niềm vui đến cho người chị họ. Tại tiệc cưới, với lòng bác ái rộng mở, mẹ đã mau chóng nhận ra sự cố thiếu rượu. Mẹ không muốn niềm vui của gia chủ bị giảm, nên mẹ đã nói với Chúa để người giúp họ. Đức Mẹ không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất của con người, mà mẹ còn thao thức đến phần rỗi của con người. Trong dịp viếng thăm người chị họ, Đức Mẹ không những thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với người chị họ, mà mẹ còn mang Chúa, mang niềm vui cứu độ đến cho gia đình Zacharia. Tại tiệc cưới Cana, thông qua mẹ mà cô dâu và chú rể phần nào cảm nhận được niềm vui của tiệc cưới nước trời, nơi con người được thông phần sự sống vĩnh cửu với Chúa. Mẹ đã hiện diện tại tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên. Mẹ cũng có mặt trên núi Sọ, nơi con của mẹ hoàn tất sứ vụ. Mẹ đã đi từ bước đầu cho đến cao điểm của sứ vụ Chúa Giêsu. Mẹ vẫn đi mãi, đồng hành với giáo hội,
với mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Mẹ tiếp tục chia sẻ niềm vui và âu lo, nâng đỡ và ban ơn cho mỗi con người trong cuộc đời này. Lạy Chúa Giêsu, Đấng là nguồn cội yêu thương, xin cho chúng con biết chạy đến với người qua sự che chở và hướng dẫn của mẹ, bởi vì lời của mẹ có giá trị lớn lao trước nhan Thánh Chúa. Mẹ đã nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi, và mẹ cũng nói với gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Xin cho chúng con biết làm theo lời Chúa, để rượu tình thương không bao giờ vơi cạn trong gia đình, giáo xứ và môi trường chúng ta đang làm việc.